Chào các bạn. Trong video này, tôi xin chia sẻ đến các bạn các vấn đề về chuột một cách hiệu quả mà không cần sử dụng thuốc hoặc bẫy. Chuột là loài gặm nhấm, không những gây ra phiền toái cho con người mà nó còn nguy hiểm hơn, là mang nhiều mầm bệnh khác nhau đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Mặc dù vậy, cũng không ai muốn bất kỳ con vật nào phải đau khổ. Vì vậy, các bạn có thể chọn giải pháp phù hợp nhất để đuổi chúng đi. Nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần đó là tỏi. Các bạn có thể cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố. Tiếp theo là bạc hà khô. Các bạn có thể cho 4-5 thìa bạc hà khô vào đây. Cho thêm một ít nước. Sau đó các bạn xay nhỏ. Các bạn cho vào đây 3 thìa ớt bột. Trộn đều. Rồi đem lọc lấy nước. Các bạn cho vào bình có vòi xịt. Rồi đem dung dịch mang phun những nơi chuột hay lui tới. Các bạn có thể làm 2 lần trên tuần, làm liên tục trong 3 tuần. Chuột sẽ không dám đến. Từ đó, chuột sẽ quên luôn nơi này. Nhờ đó mà bạn đuổi chuột thành công. Không những đuổi chuột, mà với sự kết hợp của ớt và tỏi, các bạn có thể diệt các côn trùng như sâu, nấm. Hy vọng video sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công và dồi dào sức khỏe.